xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì Âu đang có mặt tại đường Đồng Khởi thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Ở đây là gần cây xăng 75 mọi người. Buổi chiều người ta cái họp chợ nhỏ ở chỗ cây xăng 75 đây nè. Cây xăng 75. Cái hướng Âu đang đi nếu chúng ta đi thẳng là về ngã tư Tân Phong, về ngã về khu công nghiệp Amata. Hôm nay Âu mời quý cô chú anh chị các bạn cùng Âu đi thăm lại chợ 26 và tham quan khu chợ nhỏ chỗ cỡ cây xăng 75 thế này mọi người. Đây là cái khu chợ tự phát. Buổi chiều người dân người ta bày ra những cái mặt hàng như thịt, cá, rau củ quả bày bán cho người dân, những người công nhân đi làm về ở khu vực cây xăng 75 này. Ở đây là đường Đồng Khởi thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Rồi còn bên đây là cây xăng doanh nghiệp tư nhân Đức Hưng. Rồi, chiều người ta bán, chiều công nhân về người ta bán hàng rất là đông đúc nha mọi người nha. Đây có bán thịt trâu, thịt bò luôn, bán rất là nhiều. Từ cây xăng 75 này mà về tới chợ 26 vào lúc buổi chiều khoảng 5 giờ thì anh chị công nhân nè, các người ở cụm khu công nghiệp xã Thanh Phú, người ta đi về cái hướng này ra Amata, người ta ghé hàng, người ta mua hàng rất là nhiều. Và khu vực này người ta kinh doanh buôn bán hàng quán rất là đông. Em mời quý cô chú anh chị các bạn cùng em tham quan lại cái con đường này cũng như là tham quan lại chợ 26 cho mọi người nhé. Nếu trước đây quý cô chú anh chị các bạn từng sinh sống ở khu vực phía bên đây thì bây giờ nếu mà đi lại con đường này chắc quý vị nhìn sẽ không ra đâu, tại vì cái đường người ta cũng nói lộ rộng hơn, người ta nâng cấp lại rồi. Khu vực phía bên đây thì khoảng là 5-7 năm trước thôi là dân cư thưa thớt lắm, nhưng bây giờ các hàng quán, các xưởng xí nghiệp, nhà máy rồi cũng như là các doanh nghiệp tư nhân rồi cũng như là một số cửa hàng tiện ích mọc lên rất là nhiều. Đây mọi người, phía trước mặt mọi người là cây xăng 75 nè. Cây xăng 75 thuộc cây xăng quân đội nha. Đó, trạm xăng dầu 75. Ở phía trong là quân đội, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam. Còn ở đây có một cái quán cà phê rất là nổi tiếng tại cái con đường này. Đó là quán cà phê 26. Bây giờ người ta mở ra quán hội bia, hội quán bia thế này nè. Lúc trước là mở buffet, nhà hàng tiệc cưới Sao Mai, rồi quán cà phê Sao Mai rất là nổi tiếng ở khu vực này. Bây giờ người ta mở ra những cái quán ăn, quán bia, rồi người ta cho thuê mặt bằng để người ta bán quán phở, bán bún nha mọi người. Mọi người thấy không khí vào buổi chiều rất là đông đúc không? Ai cũng tấp nập đổ về đi làm về nè. Lúc nãy em tính đi sẽ sớm hơn một tí xíu, khoảng tầm 4 giờ em đi quay cho mọi người xem, nhưng mà đi 4 giờ chiều thì lúc đó anh chị công nhân cũng chưa ai làm về. Đường rất là vắng nên thôi em đợi tới 5 giờ em mới đi quay để cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái không khí buôn bán cũng như mua sắm của người dân khi đi làm về. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Em kính chúc quý cô chú anh chị các bạn xem được video này thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Mọi người thấy không? Kinh doanh đủ thứ các dịch đội hình dịch vụ hết rồi. Bán sim, bán cửa cuốn, rồi spa, bán bánh xèo, hủ tiếu gõ. Rồi phía bên đây là bán vật liệu xây dựng, rồi trang trí đèn led.
Thì qua cái con đường này rồi qua cái trạm thu phí này là chúng ta sẽ tới chợ 26. Chợ 26 thuộc phường Tân Phong. Năm nay dưa hấu có giá hơn năm rồi. À, thời điểm hiện tại dưa hấu hôm trước em mua là một ký khoảng 17.000. Hiện tại bây giờ thì giá bao nhiêu thì em không rõ. Đây, các mặt hàng rau củ quả cũng như là trái cây thì nó lên xuống thay đổi thất thường. Năm nay dịp Tết đó, thì các loại sản phẩm dịch vụ tất cả các mặt hàng đều tăng hết mọi người ơi. Đây nè, khu vực chợ 26 là chiều người ta bán cá bán đồ thế này nè. Ở chợ 26 nó cũng không phải như những cái chợ khác, nó có nhà lồng chợ rồi có nguyên cái khu chợ ấy, nhưng mà ở đây người ta bày bán ngoài trước hai bên đường thế này nè, người ta bày bán ngay trước hai bên đường chứ không có nhà lồng chợ như những cái chợ khác. Mà cái thói quen người dân Việt Nam mình đó, mua bán đó, người ta cũng thích đi chợ rồi chạy xe thế này nè, hoặc là đi dài hai con đường nè, thích cái gì thì người ta mua cái nấy. Người ta như người ta không có thích vô là nhà chợ, lòng chợ, nhà lòng chợ cũng khi phải gửi xe bất tiện, thấy không? Bán gà, bán vịt, bán hoa, bán cá. Chợ 26 này lúc nào cũng nhộn nhịp nha mọi người nha. Có những cái hôm mà đợt dịch Covid thì nó vắng vẻ thôi, nhưng mà qua đợt dịch đó rồi thì khu chợ và người dân người ta trở lại cuộc sống bình thường đó, luôn buôn bán rất là náo nhiệt. Đó, người thấy không? Quá đông đúc luôn. À, em đi vào giấc này để quay không khí cái chợ này cho mọi người xem cho nó được rõ hơn. Chứ còn đi sớm quá nó vắng lắm. Tại vì những cái khu chợ thế này thì thường là có hai buổi đông nhất là vào buổi sáng sớm tầm 5 giờ rưỡi đến 8 giờ là đông. Buổi chiều thì tầm 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ. Chợ 26 này rất là dài nha mọi người. Tới đây là cái đầu chợ nè, là hết chợ rồi nè. Hết chợ ngay cái đầu chợ ở ngoài đường Đồng Khởi vào nè. Chúng ta đi cuối đường này á là sẽ có một cái khu chợ cụm chợ nhỏ ở dưới nữa. Em sẽ đi hết cái con đường này cũng như là hết cái chợ 26 để cho mọi người cùng xem, cùng nhìn lại nhé. Mọi người thấy không? Bây giờ người ta bán đầy đủ hết rồi, rất là nhiều. Hớt tốt, tạp hóa. Ở đây ta có bán bưởi, bưởi da xanh, bưởi Tân Triều. Bán bánh xèo. Rất là nhiều. Sữa tươi trân châu, gà rán. À, bán hoa chưng Tết nữa nè. Đó. Do cái con đường nó rộng á, nên em sẽ quay cái hướng này trước. Rồi chút xíu em sẽ hoành lại rồi quay cho mọi người xem khu vực phía bên tay trái nha. Đây, chiều bán mặt hàng nào cũng đông đúc. Đây mọi người, ở đây cuối cái đường này á là có một cái cụm chợ nhỏ ở đây nè. Hồi xưa em gái em á, ở khu vực này em hay qua chơi lắm. Mà cái đường hồi xưa nó không có được kiện như thế này. Nó cũng nhỏ mà dân cư thì cũng khu vực ở phía trong này thì cũng dân thưa thôi, không có đông thế này đâu. Giờ càng ngày càng đông. Giờ đất hẹp người đông rồi đấy. Ở đây chúng ta đi càng vào sâu bên trong thì người ta sẽ tới một cái sân bay quân đội. Ở đây người ta gọi là sân bay quân sự của thành phố Biên Hòa. Rồi chiều bán rau củ quả, bán trái cây, bán thịt đồ tươi ngon không? Chợ 26 này theo em thấy thì đa số là những cô chú anh chị bắt 54, bắt 75, đa số là rất là nhiều. Tại em có bạn bè, có anh em ở khu vực này nên người ta ở nên người ta nói cho mình biết. Rồi cũng có người Hoa nhưng mà sống rải rác khu này thôi chứ không có đông lắm. Đa số là bắt 75, bắt 54 là nhiều. Bán hàng thì cũng rẻ chứ không có mắc, giá cả phải chăng lắm. Lúc trước em hay mua đồ ở ngoài này, khu vực này.
Mọi người thấy không? Bây giờ quá trời đông luôn nè. Đó. Đông vui, chiều. Đây, ở đây có khoảng là 3-4 trường mầm non tư nhân, đều rất là lớn ở cái khu dân cư này. Hồi xưa đi vào đây nó đông dân ở khu vực ngoài chợ thì thôi, chứ còn mà mình đi ở như vô khu dân cư phía bên trong rồi các con hẻm thì nhà dân ta thưa lắm. Bây giờ người ta xây lên hết rồi. Một số người dân, người ta chủ đầu tư người ta không ở, người ta xây lên nhà lên cho thuê. Rồi người ta cho thuê đất để mà kinh doanh. Rồi, khu vực chợ 26 tới đây là hết mọi người, còn đi sâu vào trong là vào sân bay. À, em sẽ quay lại nhưng mà quay biến từ phải cho quý cô chú anh chị xem nhé. Chiều ở khu vực này á, ai chạy xe cũng chậm chứ á, không ai chạy nhanh đâu. Tại vì đường chiều đông mà người ta rước con rước cái rồi về có nít nữa đông lắm. Rồi xe ai cũng chạy chậm chậm để coi bán được bán cái gì để mua đem về nhà để mà làm cơm tối. Thấy không? Bán đầy đủ hết. Có cháo dinh dưỡng family ở đây nè. Đó. À, chuối chiên, một món ăn quen thuộc không thể quên của người Việt Nam. À, khu vực này ta bán gà cũng nhiều nè. Ồ, bán heo mội, lai gừng, bán gần hết luôn rồi, nhanh thế. Cô đó bán hàng đắt khách quá, còn có mấy miếng thịt ba chỉ là mỡ. Rồi chỗ này ta bán hoa nhiều nè. Đó. Hồi nãy phía bên đi phía bên tay phải bên kia thì đâu có thấy đâu, giờ vòng lại thấy nè. Đó, mọi người thấy không, xe đông quá nên người ta làm cái trụ giữa đây nè, để các bạn cấm đầu ghé cũng như là cho người dân ta đi chia làm hai làn đường đi cho nó đỡ kẹt xe, thông thoáng hơn. Ở khu vực chợ này á, nó cũng không có giống như là các chợ giống như chợ hôm trước em đi ở trên Định Quán, mấy chợ nhỏ nhỏ người ta bày ra tới ngoài đường luôn. Trời, khu vực chợ Định Quán chợ nó ta bày ra tới ngoài đường, đi chiều mà đông đông thế này là kẹt xe chắc luôn. Còn ở đây á, cái đường nhựa rất là rộng nên người dân người ta bày bán, người mua sắm rất là thoải mái. Đây là toàn cảnh khu chợ 26, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa vào buổi chiều. Lúc này em đi nãy giờ cũng được 10 phút rồi, 5 giờ 10 rồi đấy. Đó. Còn một số anh chị làm ở khu công nghiệp Amata đó, cũng đang trên đường về đây. Ở đây gần khu công nghiệp Thạnh Phú nè, người dân người ta cũng có một số người ta làm ở khu công nghiệp Thạnh Phú nè, rồi khu công nghiệp Amata, rồi một số cơ quan ban ngành ở khu vực ở đây. Người thấy không, bên kia bán bánh xèo, bên miền Tây, bên đây bán xèo miền Trung, đầy đủ hết. Tết năm nay á, là một cái Tết mà theo em nghĩ là cái sức mua nó sẽ không được như những cái năm trước. Năm rồi á, thì giá cả nó bình ổn, năm cua năm nay á, thì giá cả các mặt hàng đều tăng, từ xăng nè, đi lại nè, rồi ga, nấu ở nhà nè, rồi các mặt hàng rau củ quả, thịt cá, rồi bịch bột, nói chung tất cả cái gì em thấy nó cũng tăng hết. Năm nay á, thì người dân người ta đi làm cũng lương nó cũng hạn cho nó cũng thấp hơn năm rồi, tại vì đợt dịch hàng quá ít nữa. Có một số anh chị là phải không có việc, phải nghỉ công việc này phải làm công việc khác. Năm nay người dân người ta ăn Tết chắc cũng khó khăn chứ không có thoải mái như năm rồi. Chiều bán thịt bò, thịt trâu. Mọi người, giờ ra tới cái cổng chính, cái đường chính này, ra đường Đồng Khởi là em sẽ dừng video nha mọi người nha. Đó, quay cho cô chú anh chị các bạn xem một số hình ảnh về những cái khu chợ quen thuộc cũng như khu chợ thân thương mà chúng ta đã từng sinh sống và ở khu vực bên đây. Em chia sẻ đến quý cô chú anh chị các bạn những hình ảnh quý cô chú anh chị đang xem.
là đang trên kênh Nguyễn Hải Âu Official. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Quý cô chú anh chị các bạn xem video chưa, nếu mà chưa đăng ký hãy đăng ký ủng hộ em nhé, chưa like thì hãy like đi nào. Rồi em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo.